Tạp chí du lịch The Travel của Canada vừa có bài viết ca ngợi Việt Nam là một trong 10 điểm đến hàng đầu nhất định phải ghé thăm ở khu vực Đông Á. The Travel mô tả, Việt Nam là viên ngọc tuyệt đẹp của khu vực Đông Á khi sở hữu những kỳ quan lịch sử rất giá trị, vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên cũng như sự bình yên hiếm có. Khách du lịch đến Đông Á sẽ tìm thấy rất nhiều trải nghiệm đa dạng, từ tham gia các show diễn thời trang đình đám cho đến chiêm ngưỡng phong cảnh núi non ngoạn mục. Cũng theo The Travel, Việt Nam nổi tiếng là một trong những quốc gia yên bình nhất thế giới. Điều này đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu để du lịch ở Đông Á. Đất nước bên bờ biển Đông đang vươn mình phát triển mạnh mẽ với sức sống mãnh liệt, ngày càng trẻ trung, năng động, hiện đại. Bề dày lịch sử, nền văn hóa đặc sắc, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ khiến Việt Nam trở thành một trong những đất nước tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, những cánh đồng lúa bát ngát, những khu chợ nổi độc đáo càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho đất nước hình chữ S xinh đẹp. The Travel cho biết, phở Hà Nội, các đảo đá vôi ở Vịnh Hạ Long, động Phong Nhà hay vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long chỉ là một vài trong số vô vàn điều hấp dẫn đang chờ đợi du khách ở Việt Nam. Tạp chí du lịch không chỉ gợi ý mà còn kêu gọi du khách đến Việt Nam để khám phá và trải nghiệm ngay.